Chào các con. Ở những bài trước, bài 11, các con đã được cô Trang dẫn đi tham quan một số thắng cảnh rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Còn ở bài số 12, các con đã được cô Nga dẫn đi tham quan một số đất nước ở nước ngoài. Nghỉ dịch, tránh dịch mà được đi du lịch khắp nơi, sướng quá ha. Thì ngày hôm nay, cô tên Thanh Chi, cô sẽ dẫn các con tới một số địa điểm cũng rất là thú vị. Bây giờ các con xem những cái hình ảnh sau đây xem nó là gì nhé. Chắc các con cũng đoán ra đây là một số lễ hội ở Việt Nam chúng ta. Rất vui, rất đông, rất thú vị đúng không nào? Nhưng mà rất tiếc những lễ hội này trong thời gian này thì đã đều bị cấm, những chúng ta đã cấm vì tụ tập quá đông người. Nhưng mà hy vọng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ được tham dự lại những cái lễ hội vui tươi này. Thì bước vào bài số 13, chúng ta sẽ ghé xem một cái lễ hội. Bây giờ các con hãy mở sách ra ha. Mở sách ra, mở tập ra. Chúng ta vừa học trong sách và vừa ghi bài đầy đủ cho cô nha. Now, Unit 13, Festivals. Lesson 1, Getting Started. Listen and read. Now, Getting Started. Walk with a partner. Where should these people go on their visits to Vietnam? Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với người kế bên. Bây giờ ở nhà mình ngồi học có một mình làm việc với người kế bên là ai bây giờ ha? Thôi rủ chị mình, mẹ mình hoặc ba mình hoặc là một ai đó trong nhà ngồi kế với mình ha. Học tiếng Anh với mình luôn cho vui nè. Now where should these people go on their visit to Vietnam? Những người này nên đi đâu và chuyến viếng thăm của họ tới Việt Nam? Giả dụ bây giờ mình là hướng dẫn viên du lịch nha. Bây giờ mình đóng vai trò là một hướng dẫn viên du lịch. Mình sẽ hướng dẫn những du khách này đi đâu. Người thứ nhất, sở thích của anh Tom này là gì đây nè? Tom likes swimming and sunbathing. Theo các con là Tom rất thích bơi, sunbathing, tắm nắng. Rất thích bơi và tắm nắng. Đâu đây nè? Mình hãy thảo luận với người kế bên của mình. Theo cô nghĩ thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể dẫn du khách. Cái gợi ý của cô thôi nha, còn các con phải tự suy nghĩ thêm nữa. Gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là có bãi biển gì nè? Vũng Tàu, đúng rồi. Xa chút nữa, Phan Thiết. Xa tí nữa, biển sạch hơn, trong xanh hơn, Nha Trang, vân vân và vân vân. Người thứ hai, họ thích đi đâu đây? David is interested in ancient cities. Hôm nay ông lại thích những cái thành phố cổ xưa. Thì theo các con thích thành phố cổ xưa thì đi đâu nè? Phố cổ thì ở mình thì có phố cổ đâu? Phố cổ Hội An, đúng rồi. Ok. Người thứ ba, Hickory likes mountain climbing. Ông này ông lại thích gì? Mountain climbing, leo núi. Ông thích leo núi thì cho ông đi đâu đây? Leo núi thì mình có từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi ra Vũng Tàu cũng có núi Đức Chúa Giêsu ha. Cô cũng rất là thích leo ở núi Đức Chúa Giêsu. Tây Ninh thì nó có núi Bà Đen vân vân vân. Chúng ta có thể gợi ý ha, hướng dẫn khách du lịch của chúng ta đến những nơi mà họ thích. Người thứ tư nè, Oliver is keen on pottery. Oliver lại thích cái gì đây? Thích đồ gốm, pottery, đồ gốm. Thích đồ gốm thì đi đâu ta? Bắc Trang, vân vân. Ở đâu nữa? Bình Dương cũng có đồ gốm hay không ha? Rồi suy nghĩ tiếp ha. Robinson is fond of crowded places. Ông Robinson cũng lại thích những cái nơi gì? Đông đúc, crowded places, những nơi đông đúc. Vậy thì chúng ta có thể đưa ông tới một nơi mà cô cảm thấy rất là đông đúc, đó là Hồ Chí Minh City. Đúng rồi. Và các con suy nghĩ thêm nha. Bây giờ chúng ta sẽ phần tiếp theo, đó là Listen and Read.
Ở phần này thì cô và con sẽ đi tới một cái lễ hội, tham dự một cái lễ hội, coi coi có cái gì thú vị trong cái lễ hội này nha. Liz với lại ba sẽ nói chuyện với nhau về cái lễ hội này. Rồi, chúng ta sẽ nghe xem hai bạn mình nói chuyện với nhau về vấn đề gì nhé. Nào, listen. Unit 13, Festivals. Listen and read. Thanks for inviting me to the rice cooking festival, Bot. Can you explain what is happening? Sure. There are three competitions: water fetching, fire making, and rice cooking. Where does the water come from? There's a river about 1 kilometer away. One person from each team has to run to the river. There are 4 bottles of water on the riverbank, and each runner must take a bottle and return to the starting position. That man seems upset. What did he just yell? He urged his teammate to run faster. What's special about the fire-making contest? The fire is made in the traditional way. 2 team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones to make a fire. I'm interested in the rice cooking contest, too. 6 people from each team participate in this event. They have to separate the rice from the husk and then cook the rice. How do they decide who wins the contest? The judges try the finished products, and the most delicious rice is the winner. Then all the points are added and the grand prize is awarded. Is that what is happening now? The council leader just said that he was pleased to award the prize to the Ton Chiu team. Chúng ta nghe giọng của hai bạn đọc rất là rõ đúng không? Nếu ở nhà chúng ta muốn nghe lại, chúng ta cứ việc mở lại nghe ha. Luyện tập giọng đọc của những người bản xứ thì nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ cô và các con sẽ tìm hiểu xem cái bài này như thế nào ha. Có cái gì hay và thú vị mà chúng ta cần phải học và cần phải nhớ điều gì. Thứ nhất, bạn Liz nói với lại bạn ba là Thanks for inviting me to the Rice Cooking Festival. Bạn chú ý cho cô cụm từ này nha. Thanks for inviting. Nhớ điểm ngữ pháp này trong bài kiểm tra chúng ta hay gặp. Sau thanks for verb gì nè? Inviting verb in. To the Rice Cooking Festival. Rice cooking, từ cook thì chúng ta biết rồi ha, nấu ăn. Còn rice là gì? Cơm, gạo, đúng không? Bây giờ đây là lễ hội gì đây? Rice cooking festival. Festival, lễ hội. Lễ hội, nấu cơm. Can you explain what is happening? Sure, there are 3 competitions. Competitions là gì nè? Cuộc thi ha. Có 3 cuộc thi. Water fetching. Fetch có nghĩa là lấy mang về ha. Water thì mình biết rồi. Water fetching là gì? Lấy mang về cái gì? Nước, đúng rồi. Water fetching, lấy nước. Fire making, nhóm lửa. And rice cooking, nấu cơm. Where does the water come from? There's a river about 1 kilometer away. One person from each team has to run to the river. There are 4 bottles of water on the river bank. Chú ý cho cô từ bank, chỗ này không phải là ngân hàng nha. River bank ở đây chúng ta có nghĩa là bờ sông. On the river bank, chú ý giới từ ha, trên bờ sông. And each runner must take a bottle and return to the starting position. Return đi với giới từ to. Return to, trở về vị trí xuất phát. Nhớ những điểm lưu ý này cho cô. Return to. That man seemed upset. What did he just yell? Ông đó trồng sạp dường như rất là bồn chồn, lo lắng, tức giận cái gì đó. What did he just yell? Ông ta vừa mới hét cái gì vậy? He urged his teammates to run faster. Từ này mới ha. Có nghĩa là thúc giục. Ông ta thúc giục teammates. Chúng ta có từ classmate là gì các con? Bạn cùng lớp, đúng không? Thì teammate là đồng đội. To run faster, điểm ngữ pháp này chú ý cho cô nè. Urge somebody to do something. Như vậy sao urge? Hối thúc một ai làm việc gì đó. Chúng ta phải dùng động từ dạng gì đây? To verb, to run. Nhớ cho cô ha. Ông ta hối thúc đồng đội ông ta chạy nhanh hơn. What's special about the fire making contest?
có cái gì đặc biệt về cuộc thi nhóm lửa? Cuộc thi nhóm lửa có gì đặc biệt đúng không? Chúng ta chỉ cần bật hộp quẹt lên là có lửa thôi chứ thi gì. À, không có đơn giản như vậy ha. À, lửa bây giờ không phải là dùng hộp quẹt để mà bật lên, dùng que diêm để bật lên, mà người ta sẽ làm theo cách truyền thống. Là cách như thế nào đây? The fire is made in the traditional way. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. Chú ý điểm ngữ pháp này cho cô nè. Ôm lại nè. Try to make. Sao try to vậy? Cố gắng làm một điều đó ha. Hai thành viên của đội cố gắng tạo ra lửa. By rubbing. À, by rubbing. Rub là gì? Cọ sát. Cọ sát lại với nhau đó. Và sau by chúng ta phải dùng verb gì đây? Verb in. Và chữ rub này chú ý cho cô, khi chúng ta thêm in vô chúng ta phải double be lên. Đúng không nào? By rubbing. Busy bamboo. Các bạn có biết từ bamboo không nào? À, đó là cái tre đó ha. Busy bamboo là thanh tre. Hai thành viên của đội cố gắng tạo ra lửa bằng cách cọ sát những thanh tre lại với nhau. À, không phải đơn giản dùng quẹt bật lên cái là có lửa, mà chúng ta phải dùng những thanh tre cọ sát với nhau. Có thể dùng tre cũng được, và hồi xưa ông bà mình cũng có thể dùng những viên đá ha. Những viên đá cọ sát với nhau cũng có thể bật ra lửa. Khi mà nó nóng lên, đủ sức nóng lên là nó sẽ bật ra lửa. The winners are the first ones to make a fire. I'm interested in the rice cooking contest too. I'm interested in. Còn nhớ cụm từ be interested in không? Hồi nãy trong cái phần getting started đó, cô có đỏ không, biết các bạn nào có chú ý không ha? Và lớp 7 mình đã học rồi, bây giờ mình ôm lại thôi. Be interested in nó còn có thể đồng nghĩa với be fond of, be keen on, đúng không? Enjoy life love. À, tôi rất là thích ở cuộc, cũng rất là thích ở cuộc thi nấu cơm, the rice cooking contest too. People from each team participate. Participate với giới từ in, nhớ ha. Participate in, join in, vân vân. À, nó còn đồng nghĩa với một từ nữa, đó là từ gì quên rồi ta. Nhớ không nào? Take part in. À, participate in, take part in, join in. 6 người từ mỗi đội tham gia vào cái sự kiện này, this event. They had to separate. Separate là tách rời. Tách rời. Và nó sẽ được đi với giới từ from. Nhớ nha, những cái tổng cụm từ này là chú ý, cô sẽ đưa vào bài kiểm tra rất nhiều. Họ phải làm gì đây? Separate, tách rời gạo từ cái gì? From the husk and then cook the rice. Tại sao lại phải tách rời gạo từ trấu, mà trấu là cái gì? Cô nghĩ là chắc tụi con không có, ít có bạn nào mà biết được cái vỏ trấu ha. Tại vì cái thời của tụi con á, là gạo khi đem lên nấu cơm á, là đã được chà xát rất là trắng rồi, không còn lẫn những cái hạt lúa nữa. À, cái vỏ trấu này chính là một cái lớp vỏ màu vàng bao bọc cái hạt lúa, hạt gạo của chúng ta bên ngoài. Thì trước khi muốn thành gạo thì nó phải là lúa chứ cái đã. Hồi xưa chưa có những cái máy chà gạo thì ông bà mình làm gì đây? Để tách những cái hạt màu vàng, tách những cái hạt màu vàng, những cái vỏ màu vàng, những cái vỏ trấu mà bao bọc cái hạt gạo ra. À, cô nhớ là cái bài thơ của Bác Hồ có một bài thơ như thế này. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Có nghĩa là khi mà từ một hạt lúa muốn thành hạt gạo thì phải bỏ vào một cái cối, và ông bà ta dùng một cái chày để mà giã. Giã cho tới khi nào mà cái hạt trấu đó bung ra. Bung ra xong rồi mới đưa lên cái sàn để mà sảy cho bay ra những cái vỏ trấu đó, còn lại là những cái hạt gạo. Nhưng mà con người làm đương nhiên phải có sơ sót. Thật ra hồi xưa á, trước khi nấu cơm á, khi mà múc gạo ra trong đó còn lẫn lúa rất là nhiều. Bây giờ máy người ta làm bằng máy rồi thì người ta đem vô chè là không còn lẫn lúa nữa. Nhưng mà hồi xưa mà giã bằng tay á thì lẫn lúa rất là nhiều. Cô còn nhớ là mỗi khi mà mẹ nấu cơm á, mẹ tôi kêu cô là đi lựa gạo. Lựa gạo có nghĩa là lụm những cái hạt thóc đó ra, những cái hạt lúa đó ra, khỏi hạt lúa mà còn dính vỏ trấu ra,
ha, mới được đem vô nấu cơm. À, tại vì gạo mà còn lẫn những cái hạt lúa đó nấu ăn không có tốt cho sức khỏe ha. Thì husk đó chính là cái vỏ trấu màu vàng đó. Rồi, trở lại bài học của chúng ta. Họ phải tách rời gạo từ trấu và rồi nấu cơm. How do they decide who wins the contest? Họ quyết định ai chiến thắng bằng cách nào? À, đương nhiên là phải có một hội đồng ban giám khảo, rồi the judges, ban giám khảo. Cái the Phoenix Brothers, nhớ dùm câu chữ Phoenix phải có ED ha. Phoenix Brothers, sản phẩm đã hoàn tất. And the most delicious rice is the winner. Và đương nhiên, gạo cơm ngon nhất thì là người chiến thắng đó. Then all the points are added and the grand prize is awarded. Cái này ôm lại nè. Is awarded, nhớ nó là cấu trúc gì không nè? Nhớ không? Added, nhớ không? Cấu trúc gì mà có be, past participle, hay nói cách khác là be plus và past. Rồi tất cả points, điểm số được cộng lại. Điểm nó có tự cộng không? Chắc chắn là không rồi. Nó phải được cộng bởi con người, đúng không? Tại ra chỗ này nó là bị động, cấu trúc bị động. Ở thì gì nè, cho cô biết. Thì gì mà cấu trúc là am, is, are cộng và past, đó chính là present simple. Đúng rồi, đây là cấu trúc bị động ở thì hiện tại đơn ha. Am, is, are và past. Và giải thưởng được award, đó là tặng thưởng. Giải thưởng nó có tự tặng cho con người? Đương nhiên là không. Nó phải được tặng, à, được tặng cho người này bởi một người nào đó. Thành ra nó cũng phải là mang nghĩa bị động và cũng là present simple ha. Is awarded, be và past. Is that what is happening now? The council leader, council leader, leader là cái người đứng đầu cái gì đó ha. Ở đây dịch tạm cho cô là chủ tịch hội đồng nha ha. À, chủ tịch hội đồng just say that he was pleased to award. Chú ý cấu trúc này nha. Please có ed này, thấy rõ không? Please có ed thì nó là adjective, tính từ ha. Thì sao nó phải là to award, tặng thưởng. À, ông ta rất là hài lòng khi tặng thưởng cái giải cho đội gì đấy? Thôn triệu. Ok. Rồi, các bạn và cô đã nghiên cứu xong cái bài này. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta phải mở tập ra nè. Chép hết tất cả những từ vựng này vào. Đây, một số từ ít thôi ha, không có nhiều hen. Rồi, award, tặng thưởng rồi, chép vô nha tụi con. Competition, cultural, festival, fetch, hush, participate, separate, teammate, earth, thúc giục ha. Yeah, to là to, cổ vũ ha. Mỗi lần có gì mình cũng mưa yeah lên ha. Rồi, bây giờ nè, từ thì có như đây thôi. Nhưng cái quan trọng hơn là ở nhà chúng ta đã có cuốn Wordform mà cô đã phát, đúng không? À, nhiệm vụ của con làm điều này cho cô, đó là về tìm hết Wordform của những từ mà có xuất hiện trong cuốn Wordform ha. Trong này ha, ví dụ chữ competition này, tìm nó là danh từ ha, cô mới đưa cho danh từ thôi. Bây giờ nhiệm vụ con ở nhà làm gì, thời gian này mình rảnh rỗi lắm ha, lấy cuốn Wordform ra, tra hết gia đình từ của nó cho vô. Động là gì, tính là gì, trạng là gì, nếu có ghi ra hết cho cô học được lòng ha. Rồi tiếp theo, những cái từ tiếp theo, participate nè, tìm cho cô từ đầu đồng nghĩa với cái nó coi, đứa nào biết. Participate dễ quá, thích gì hả? Participate những thích quá thì lại mới nói nghe join in vân vân. Rồi tìm cho cô động danh tính trạng của nó, nếu có ghi ra luôn ha. Rồi mời cô Wordform ra làm nha, đây là công việc của tụi con phải học nha. Rồi tiếp theo tới cái phần trong sách giáo khoa, đó là yêu cầu chúng ta practice the dialogue with a partner. Rồi bây giờ partner ở đâu? Nãy giờ có học với partner nào ở nhà không? Thôi rủ anh chị mẹ ba gì đó ra luyện tập cái bài hội thoại này lại với mình đi hen. Rồi tiếp theo là bài tập này ha, cũng dễ ha. True or false, đúng hay sai? Check the boxes, decorate the four sentences and write them in your exercise book.
Rồi, cái này cô với con, tụi con sẽ cùng nghiên cứu ha. Now the first one. Nãy giờ qua cái bài hội thoại đó, bây giờ người ta đưa những cái câu này nè, mình đưa vô cái bài hội thoại thử xem những cái câu này là đúng hay sai ha. Đúng thì ghi đúng xong, còn sai khổ hơn, phải sửa lại câu cho nó đúng nữa ha. Đây, câu thứ nhất. Two team members take part in the water fitting contest. Hai thành viên của đội nè, take part in này, thấy chưa, đồng nghĩa với nó là participate in, tham gia vào cuộc thi lấy nước. À, cái từ water fetching này, thấy chưa? Nãy mình có từ fetch là lấy, đúng không? Lấy mang về, water là nước, kết hợp lại water fetching. Cái này mình sẽ học, được học kỹ hơn cái điểm ngữ pháp này nè, ở trong cái cuộc tiết ngữ pháp tuần sau ha. Tuần sau cô và các con sẽ cùng nghiên cứu cái điểm ngữ pháp này. Rồi, theo các con câu này là đúng hay sai nè? Đúng hay sai? Thử nghe. Cô quyết định trong đầu rồi phải không? Giờ coi đáp án như thế nào. False. Why false? Tại sao lại false ta? Rồi, xem thử người ta sửa như thế nào nha. À, đúng rồi. Hồi nãy trong bài, à, mở lại cuốn sách coi. Người ta bảo là một người trong mỗi đội tham gia cuộc thi lấy nước. Mở lại kêu two team members. Hai thành viên là sai rồi. Phải là one team member thôi. Rồi, false ha. Rồi, câu thứ hai. The next. One person has to collect four water bottles. Một người phải đi lấy bốn chai nước. Theo các con, true or false? False. Why false? À, nhớ rồi. Trên bờ sông có bốn chai nước thôi. Rồi thi với nhau mà một người mà chạy đi lấy hết bốn chai, à mấy người, mấy đội khác lấy nước đâu nấu, đúng không? Bốn chai cho bốn đội thì mỗi người chỉ được lấy một chai, người nào lấy nhanh nhất người ta chiến thắng, có vậy thôi. Rồi, phải vậy không? Đúng rồi. One person has to collect one water bottle. Next. The fire is made with down matches on lighter. Matches quay diêm đó ha. Lighter là gì? Cái bật lửa đó ha. Có quẹt đó, mình gọi nằm nè, có quẹt đó ha. With down không có ha, à, không dùng tới những cái này. No, chắc chắn là đúng rồi. Trù mà phải dùng gì để làm, để mồi lửa? Hai thanh, thanh tre cọ sát lại với nhau. Rồi tiếp nha. Pieces of wood are used to make the fire. Những cái thanh gỗ được sử dụng để nhóm lửa. Nãy giờ wood là gỗ á. À, nãy giờ mình có nghe gì tới dùng thanh gỗ không? Không á, dùng thanh tre hoặc là hòn đá thì dùng thanh gỗ không phải rồi. À, như vậy con này chắc chắn là false. Pieces of bamboo are used to make the fire. Next. In the final contest, the team members taste the rice. Ai là người thử cơm này ta? Có phải là team members không? False. Ai? In the final contest, the judges, ban giám khảo mới nếm cái cơm này ha. Coi coi ai là đội nấu ngon nhất thì người đó chiến thắng. Ôi, câu cuối cùng, the last. The ram prize is given to the team with the most points. Is given là cấu trúc gì? Is given, cấu trúc gì đây? Passive. Present symbol, ok. Cái giải thưởng Grand Prize, giải thưởng to lớn được tặng cho cái đội mà có điểm số cao nhất. Đương nhiên rồi ha, true, ok. À, chúng ta đã xong bài tập true false rồi ha, dễ nha, easy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một phần tiếp theo. Hôm qua cô có đọc một bài báo. Nói họ nói về một gia đình bên Mỹ, một gia đình rất là hạnh phúc, tụi con. À, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về gia đình đó nhé. Đây, một gia đình rất là hạnh phúc, các con thấy không nè. Nhưng mà tại sao lại có cái từ trăn trối ở đây của người chồng vậy? Thì gia đình này sống
bên Mỹ, họ là người Mỹ. Và trong cái cơn đại dịch Corona này, Covid-19 này, thì họ cũng hiểu được cái sự nguy hiểm của nó. Họ đã rất là cẩn thận, họ cách ly với mọi người ở trong nhà và họ cũng rửa tay, vệ sinh rất là thường xuyên. Nhưng mà người chồng phải đi làm, bắt buộc phải đi làm. Và người chồng là nhân viên quản chế, phụ trách theo dõi giáo dục phạm nhân trẻ được tạm tha. Thì khi mà người chồng đi ra ngoài làm á, thì vô tình một ngày đó anh ta tiếp xúc với một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Thì khi anh ta tiếp xúc với bệnh nhân đó thì vô tình ta cũng bị lây nhiễm. Và khi mà anh ta được đưa vào bệnh viện thì bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu đi. Và trước khi mà anh ta mất thì anh ta đã kịp ghi lại những lời trăn trối cho người vợ. Và khi người ta gọi người vợ tới thì người vợ kể là họ đưa tôi vào phòng của anh ấy. Chồng tôi nằm đó trông có vẻ sợ hãi và không thanh thản chút nào. Tôi cứ nói em xin lỗi mãi. Thì khi mà người vợ nhận được cái túi đựng đồ dùng cá nhân của người chồng thì người vợ muốn lấy ảnh trong điện thoại của chồng ra, mở máy lên và phát hiện ra một cái lá thư mà người chồng đã gửi lại cho mình. Một cái điều rất là đau xót ở chỗ là cái con virus này nó giết người ta mà nó không cho người ta một cơ hội để gặp lại người thân. Bởi vì khi mà những người này bị cách ly trong bệnh viện á các con, thì trước lúc chết chỉ có bác sĩ và y tá, người thân hoàn toàn không được vào. Thì người chồng trước khi mất mới ghi lại một lá thư trong điện thoại, và cô vợ khi mở ra phát hiện được, và đây chính là lá thư của người chồng. Rất đau lòng các con. Và người chồng đã ra đi, mà không gặp lại được vợ con của mình, những người mà anh ta thương yêu nhất trên cõi đời này. Qua câu chuyện này thì cô muốn nói với các con một điều là trong cái cơn đại dịch này thì sự an toàn của gia đình, của bản thân, của người thân của chúng ta là quan trọng nhất. Chúng ta hãy làm theo những gì mà chính phủ yêu cầu. Chúng ta hãy ở nhà và hạn chế ra đường để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cho gia đình. Vì chỉ khi nào mà chúng ta rơi vào trường hợp đó, chúng ta mới thấm thía được cái sự mất mát của người thân. Khi chúng ta còn ở bên cha, bên mẹ, đó là một điều rất là đáng quý. Còn anh, còn chị, còn em, đó là rất là đáng quý. Các con nhé. Thôi bây giờ cũng kết thúc bài. Sắp tới là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cô xin chúc cho cô, cho các con và gia đình được hưởng một mùa lễ thật là vui tươi bên những người thân của mình. Và cô mong rằng một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp lại nhau, được học cùng nhau trong ngôi trường Chu Văn An thân yêu, không phải qua cái màn hình máy tính như thế này. Cô chẳng thất dạy qua cái máy tính chút nào cả. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì chúng ta phải chấp nhận thôi ha. Cô cũng rất là cố gắng và cô biết là các con cũng đã rất là cố gắng, rất nhiều. Rồi chúng ta cố gắng ha, cùng vượt qua. Tạm biệt nhà nha các con. Nhiệm vụ của mình đương nhiên ha, mỗi ngày cô đều nói học tiếng Anh không khó, chúng ta chỉ việc học từ phần chăm chỉ cho cô. Và ở lớp 8 còn cái phần khó đó là Wordform, mở cuốn Wordform của cô phát ra, học hết Wordform mà ngài cô dặn ha. Và đương nhiên một điều nữa đó là làm bài tập, do exercise. Cô sẽ đính kèm bài tập trong trang web của trường ha. Các con hãy mở lên làm đầy đủ cho cô. Và khi đi học lại, bạn nào học lại hết đầy đủ bài tập, cô sẽ
cộng điểm khuyến khích rất nhiều trong cột cả bài nha. Rồi, ok. À, chào các con, hẹn gặp lại các con vào tuần sau.